Từ đầu năm đến nay, huyện Quái Châu đã đề ra những giải pháp tích cực, hiệu quả trong thực hiện đầu tư công, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn, thúc đẩy các công trình đầu tư xây dựng cơ bản trọng điểm trên địa bàn theo đúng tiến độ. Dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên DT379 đi qua địa phận thôn Yên Lịch, xã Dân Tiến cần thu hồi đất đối với 7 hộ gia đình cá nhân có đất nông nghiệp với diện tích hơn 2.400 m² và di rời 14 ngôi mộ. Với sự tích cực tuyên truyền vận động của chính quyền từ huyện đến thôn, đến nay các hộ dân trong diện có đất bị thu hồi và di rời đều đã đồng thuận. Gia đình ông Lê Văn Xuân có ngôi mộ mới di chuyển cách đây hơn 3 năm để nhường đất cho dự án phát triển kinh tế của địa phương, đến nay lại tiếp tục đồng tình thực hiện di dời đến nơi quy định mới. Tôi họp gia đình, họp họ cũng phân tích là thông suốt xem cái gì hơn mình quyết định, cả họ nhà tôi là đồng ý là chuyển và chấp hành coi như nhà chủ trương của nhà nước. Cơ sở là phải đi đầu tiên trong cái công tác giải phóng mặt bằng thì thực sự là chúng tôi rất vất vả. Nhưng mà với tinh thần để làm thế nào đường thông nhà thoáng thì chúng tôi phải cố gắng làm đáp ứng được giải phóng xong những cái thời điểm mà cấp trên giao cho chúng tôi để góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương cũng như chung của cả nước. Sự tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng của chính quyền và nhân dân các địa phương có dự án đã tạo điều kiện thuận lợi để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công. Dự án cải tạo nâng cấp DH57 có thời gian thi công trong 3 năm. Được bàn giao mặt bằng và thi công đầu tháng 12 năm 2022, đến thời điểm này đã đạt trên 10% khối lượng công việc. Để đảm bảo tiến độ cũng như là chất lượng của công trình thì chúng tôi đã bố trí 3 kỹ thuật, một người làm nền đường, một người thực hiện thi công cấp phối đa răm và một người thi công cống dọc vỉa hè cho công nhân làm tăng ca vào buổi tối để bù lại những ngày bị chậm tiến độ. Năm 2023, huyện Quái Châu thực hiện 28 dự án đầu tư tiêu biểu như dự án cải tạo nâng cấp DH57, DH58, DT383 huyện Quái Châu. Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở xã Đông Thảo, đặc biệt việc giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm của tỉnh là dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên DT379, dự án đường bên đường nối đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giấy Ninh Bình đến thời điểm này đã cơ bản hoàn thành. Việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở sẽ tạo đột phá cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Quái Châu trong thời gian tới.